Rồi đây là một số mẫu bóng bạc nha anh chị các bạn ha, bóng chì hay là gọi là bóng bay hình thú ha, bóng bay hình thú. Thì ở đây mẫu này mẫu khủng long nè. Một anh chị và các bạn bán ít á, bán cây á, thì mua một lốc như thế này là 10 cái nè. Em bán một lần là 10 cái. Đó. Cái này là nó có màu xanh, nó có hai màu luôn anh chị các bạn ha. Thì mấy cái mẫu này em có cập nhật trên hệ thống trên trang web hết rồi. Cái đường link em sẽ để dưới phần mô tả của video này ha. Anh chị bấm vào đó thì nó sẽ đi đến cái trang web, nó có chứa giá thành, kích thước cũng như là chi tiết về sản phẩm này ha. Đây là con khủng long ha, anh chị vô con khủng long lớn. Đây là máy bay nhũ nè, bay nhũ ha, nó có mấy màu á. Thì một lốc em chia cái này là 10 cái nè, thì mình mua tối thiểu là 10 cái cho lên. Đây là hình con cá heo ha, cá mập lớn á, cá heo to ha. Đây hình cá đây, cá heo to. Đừng. Đây là hình con cá đầu búa. Đây cái hình đó đây anh chị bạn ha. Cá mập đầu búa ha. Nó cũng em nó phân ra mỗi cái này là 10 cái nè. Thì anh chị mua tối thiểu là 10 cái trở lên. Nếu như bán bay á, thì khí mình tự chế ha. Còn nếu như mà bán cây á, thì mình bơm lên, mua cây que thêm thì gắn vô. Thì chi tiết như thế nào thì em đã để trên website hết rồi. Đây là hình con cá heo. Con cá heo nhũ ha. Heo nhũ. Cái heo nhũ. Rồi đây là con cá ba kỳ ha, hình cá đó anh chị bạn, hình cá ba kỳ. Anh chị lên trên website, anh chị vô cái hàng danh mục hàng bạc á, anh chị vô tìm kiếm cái con cá ba kỳ, nó có hai loại, loại nhỏ và loại lớn. Thì ở đây là cá này, cá loại to nè đó, anh chị vô đó anh chị sẽ xem được kích thước ha. Trên đó cái mấy mẫu này thì em chụp em làm hết rồi. Mấy cái mẫu này thì em đã chụp em đăng lên trên website hết rồi, anh chị vô đó anh chị biết để có kích thước như giá cả ha, giá thành. Thì đó là một số mẫu mà em muốn cập nhật cho anh chị các bạn xem ha.